không Anh Bình chưa dây chân gặp Dũng cái cạn quọn quá trời bay xuống trước luôn à. trước luôn Thì à, ba anh em mình à, mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Hôm nay à đi săn bắt cái miệng chúng ta cô đậm. Không đủ đế rồi. Chim nhọn cũng vừa thế rồi, anh em ơi. Hôm nay ba anh em cũng em với anh ba với anh Bình đi ở phía sau lưng của khu nghiệp Sóc Trăng cả nhà. Thì đi chạy vòng cặp con kinh thì gặp cái Dũng cái cạn nó quặn quá trời quặn luôn. Anh Bình gặp chịu không nổi bay xuống làm luôn. Ụt nhồi như cái nuôi. Dũng là có lý luôn à anh Bình ơi. Ồ cái này cả nhà. Có đầu động cái nó lên quặn kìa. Nên nhờ được cái có cái bọng tác vô bọng nó đỡ. Cánh đồng này cô chú đang xả nước ra dài bên khu bên kia thì nó cạn hết rồi. Cái này có 3-4 ngày nữa thì có gặt rồi cả nhà. Chín hết rồi. Dũng này đón có nhiêu anh Bình? Cỡ Dũng bên kia trước mình không ta? Hả? Đó Dũng bên đồng bí đao á. Đó Dũng bí đao có cái lóc nhóc đã à. Giọng lần này cái bệnh đèn quá quá. Em trái lắm Hiền ơi. Ừ. Lắm rồi Trung ơi. Ủa, ụt quá khá rồi. Kìa ký lô là ngon rồi, nói chơi chừng nửa ký là thấy im rồi. Dũng này mùa này cái gô dông dữ lắm anh Bình. Mùa này chắc cũng bữa ta căng ha. Có 2-3 ngày nữa cắt rồi. Có em có cùng móc luôn. Máy máy gì ta? Sugata. Sugata. Rất cái đất sét dễ bắt này anh Bình. Cái đồng đó. Cá đậu chuối được. Quá im luôn. Em cũng gửi lời cảm ơn cô chú anh chị trong nước ngoài nước đã xem video và ủng hộ cho em. Em chân thành cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Bình, anh Ba nè. Thì hôm nay ba anh em đi săn bắt. Bắt nó không lúng nha anh Ba. Nhóc luôn. Ừ, kìa anh Bình ơi. Nhảy bờ luôn kìa. Cá quá trời cá luôn. Tiêu dâm này ngon lắm. Đây à. Chiên giòn, hạt kho, xả ớt cũng ngon lắm. Lúa năm nay quá trời trúng luôn. Năm đợt mùa vụ trước thì
trúng giá rồi trúng lúa luôn. Năm nay trúng lúa mà không biết có giá nhiều không nữa. Thì rất mong được nhà nông năm nay trúng giá một lần nữa. Khu đồng này lớn lắm cả nhà. Cặp mấy kinh đi dài chảnh còn nhiều nữa lắm anh Bình. Cái gô nó thấy bự bự không cả. Ủa lòng tông ngon quá anh Bình ơi. Lòng tông bay á. Quá trời lòng tông bay luôn cả. Cá rỉ dò quá trời bay. Cá rỉ dò hả? Có mình bay. Ê, cái chân còn là 4 ngón đó nha. Dĩa hồi còn 4 con chân á. Lắm hả? Ừ. Lại đây nè. Quá anh em ơi. Quá trời. Để gì á, không biết mệt. Mệt mà cũng vui. Đây đây quá xá luôn. Quá rồi. Nè. Nè, em ơi. Hả? Đây nè. Đâu? Đây nè, dữ lắm nè. Ừ, nguyên một hỏi luôn. Cảnh hột ý kìa. Dữ lắm rồi. Chúng bày cái gô rồi cả nhà. Thôi bắt cá thôi. Chúng bày gô. Không có định à. Ủa nó cạn. Ủa nó như cơm trôi luôn rồi kìa. Mà nó điện vớt một căn nữa rồi. Cái đồ quay đã. Rồi rước lên, rước lên. Để cái vỏ dưới trước á. Đẩy căng lên cái tay. Cái ruộng này nó rộng mà, nó rút xuống đây dũng này hết. Mà cá vô này không ai lóc ha. Ừ. Ồ lóc xuống gần mình. Dũng thì mình bắt xong phải không là cọ lại lây lự dần lại cạn lại ăn chắc mình mua cái giỏng anh ba làm đây nè dân cái từng năm cùng bảy vậy đó. Ừ ngồi ăn coi nó wow. Ồ kìa cái Dũng này chỉ thua cái Dũng bên rừng bí là thua cá lóc thôi anh Bình. Ừ. Cái cá này nó cái này mà theo mình đừng bắt lại vài tháng lớn coi đã lắm rồi ta. Ê xe có lọt con chú đi ngang nha. Dạ.
Ồ, có cà phê gì đó anh Bình. Ở đây còn khoảng tầm bao lâu nó mới cắt lúa ha bác? Mấy ngày nữa hả? Cạn nó gom xuống quá trời luôn. Đâu có lương hả anh Bình? Bác cũng được quá ha. Nó không có gỗ nữa, qua bển lấy gỗ. Trong mương gỗ. Trời ơi, bước kìa ha. Dạ, ổi không bác? Dạ. Dạ. Ừ, đây người ta được ha anh Bình. Giá cho mấy người đó mặn vườn. Đúng rồi. Người ta tốt mà mặn ăn khá khá chút. Ồ, nổi lên kìa anh Bình ơi. Ồ, quá rồi. Có cá cá trắng nữa kìa. Đầy cá nữa. Ừ. Khuy cá trắng. Cá rô, cá lòng tông. Ủa, có, ở đây mà có cá dảnh nữa anh Bình kìa. Ừ. Có ba ngành đó. Quá gì người cả nhà ơi. Dũng này có lý. Mùi lòng tông bay nó ngon nè. Có cái mày dinh nữa cả nhà. Mày dinh cái dảnh, cái gầm. Có phi, lòng tông, cái gô. Ồ, cá gần quá. Ồ, quá. Giờ được anh ba. Lắp lại cho nó đi. Đó. Để gỗ đây nên đang ngồi chơi. Đó. Hết hồn Dũng, hồ lồng tông này phải. Mình nhà gần hết mình. Bắt đầu. Mình mua bột đá để vô được không? Bỏ lên ba. Bắt đầu mắc cá vậy thì kinh tế vậy ta ngồi vậy thôi nè. Ồ kìa. Lia lẹ luôn. Ôi mày dinh này ngon nè. Cái này mình phải đi bắt, mình tranh thủ hai bữa mình bắt là ngon lên Bình. Đây 3 4 ngày nữa người ta gặt rồi. Quá ồ. Quá rồi bé nhau, quá sáng rồi xa rồi. Bắt cá giờ ngồi bẹp luôn à. Như Thanh Liệu bắt cái dụng cá chốt trước đó giống nhúc nhích. Bước ra đứng luôn tác đầu cạn thôi là nhúc nhích chúng gai. Đâu giống nhúc nhích đâu. Giờ thì cá bây giờ hiện giờ nó nghĩa bây giờ em quá trời luôn ba. Cái gô ngon ngon. Cái gô bự bự luôn nha.
dũng quá. Đồ gỗ rớt là nhóc luôn. Dạ. Dạ. Hồi nãy ra con bự bự. Cái đồ con chứ cấp tuy nhiều. Dạ. Này mình ấy thì sạch cái mình coi sao ớt ăn cơm hả bác? Chắc tạm tạm được ha. Dạ. Đi thăm lúa vậy không bác? À. Mình ở đây mình làm được bao nhiêu công bác? Mấy công rồi. Dạ. Lúa năm nay cũng trúng quá trời luôn mà cầu cho trúng giá đi. Có giá nè. Mình bán trước cái gì? Bán trước, bán trước. À. Ý được 7-8 ngàn không chú? Bán 18 ngàn. Ngon ha, phải được 10 ngàn, 10 ngàn lấy mấy đi giống mình rồi ha. Dạ, mình muốn mà không được, tám cho. Dạ. Muốn nhưng mà tại tám cho. Dạ. Vậy đi đặt sau đây mình bán 11 ngàn luôn. Ok. Ruộng của ông bác mà. Ồ, cái phi dở lên vậy đó anh Bình. Vậy hồi lên. Để bắt cái gô trước, cái phi hồi bắt sau. Dạ. Đâm ngay đâm, cái gô đâm. Mò mạnh mạnh đó. Đâm ngay. Ba nãy nói mấy cái gì ba? Chi giữ. Không? Ba coi ngồi nè, kẹo cái nãy nè. Cái giò em giờ, em mới biết từng bắt luôn. Không cái lên ba cũng còn. Tin chứ giờ nó, à, bà cả nhà coi đó. Hốt là gì không đó. Bây giờ nghỉ. Dũng này không thua Dũng gì thì đợt trước đâu. Không thua đâu. Tại Dũng đợt trước là có cái lóc thôi. Lắm rồi. Chú nó dọ em như này dữ lắm, hết biết luôn. Hấu trụ nó đó anh Bạch. Cái lăn trước mất từ từ. Lộn thịt cái này nè. Ôi trời. Trời ơi. Cái gì? Ôi, cái lóc rồi. Không phải. Cái gì nè. Ôi, con kè. Không biết được bắt rồi. Đứng lắm chỗ này cái vỏ tôi rồi. Để cái nữa nè. Tưởng đâu cá bự cơ mà. Hốt lên cái hết hồn cá rồi. Nè. Ôi, con kè. Dữ lắm rồi. Không biết được bắt luôn rồi. Quá đã. Mất cái tay mất hết rồi. Trắng đi trơn rồi. Cái nằm lạng đã anh bờ chứ. Đó giờ bắt cá gô nó đã rồi kìa. Không nắm nữa này. Kìa. Quá. Bây giờ xúc gì anh nghĩ bắt rồi. Bắt lại hết. Hết kịp rồi. Ê, cái ồ cái đó chết rồi, cá chê kìa. Cá chê giục lại phía sau đi. Đẩy rồi. Đẩy hả? Nặng ra đi. Lắm rồi. Gai ngang mình. Em nói nửa vỏ anh ba không tin, gần nửa vỏ rồi kìa. Không đâu ngươi như thì quá. Đừng nó nói nó ụt như con trôi quá thiệt. Ba hai thằng ngồi trong hổm luôn. Nó lúng ở dưới dấu vò anh ba. Chứ không phải tình hình chết rồi, lúng ở dưới nằm. Nguyên bày lồng tông quá trời lồng tông luôn à. Trời lồng tông này chứ mình kho xả nha, tại mình xa quá. Cái này mà phải có cô chú gần á, đam mê lắm á.
đây lừ hết trơn. Có chị con nha anh Bình. Không, không ngán, anh sợ với mấy cái mẹ anh. Em bắt cái nãy cỡ ba nắm đó, cỡ gia đình của mình ăn không hết á. Không hết. Ba. Hắn lượm ba cái như nãy vậy. Giờ em vẫn đụng cái bọc kìa. Giờ em nhóc lên. Cá mà đụng còn hơn rồi. Để sẵn. Ô, khủng tan khủng. Nằm gà trắng hết trơn. Ba bắt hết em mua nè, em mới cho anh ba dĩa nha. Bắt này không còn con nào nữa. Nằm im hết. Đây chắc đâu có thiếu đồ ăn với cá trời. Dạ thiếu bắt dũng nhỏ. Bắt dũng một rồi về ăn 2-3 ngày. Ở đây để cái đồ ăn kinh với em ngồi trong câu vô hổng nhóc. Ừ. Cá ục nhóc. Có trên ba. Không muốn con anh em mình cắt anh ba. Quá trời. Nhẹ tay em ơi. Giờ bắt hết nổi này lùa luôn. Kìa, anh ba anh lùa mà còn nằm sát dưới đất sát chưa. Nằm dưới đó. Thấy luôn à. Nó nó có ổn quá kìa. Ôi tao hết biết kìa. Quá rồi anh ba ơi. Anh Bình. Dữ lắm rồi anh ba ơi. Kìa. Tin cái thao anh ba. Em bắt hồi anh ba thử đựng ký luôn cái lỗ em được rồi đó. Bắt hồi anh ba nha. Đó. 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 Chui dưới á. Lóng mà. Anh ba mò cái kỹ anh ba cái đêm á. Đó. Hàng khủng con anh ba nãy bắt hàng gì vậy? Bắt hàng khủng rồi. Nổi gâu này anh ba, trên đầu này cái chê nổi gâu kìa, đừng nó vuốt quá. Ừ, anh tôi bắt con như cái chê này. Ừ. Cái này mình có hầm đem đi nuôi mình. Chê nó nhỏ nhỏ nhóc chưa. Chung trên đây để làm gì em? Còn bắt hồi mai nó chiếu mà nhóc lên anh ba. Bột cá nha. Này nãy nó 1 ký giờ ra 2 ký rồi. Mình nãy vô đây với mấy anh em tác cái dũng này, chú ruộng của chú ruộng ổng kêu cho mấy anh em mình mượn đồ tác với kêu vẽ trái cây ăn cả nhà. Ở đây mình đi đâu mình cũng gặp vậy là vui hết anh Bình. Mấy ông chú gì vui. Ba đi ra ngoài cái dây nó mới nhấc rồi ba. Vui mới cắt, cắt ở đâu vậy ta? Vòng đây vòng bữa cắt này. Nghe không? Lắm cái này rồi, nằm cái độ bẻ này cái lỗ này không nghe lỗ bằng tay cái mà cái là mình. Con nằm trên bờ đó. Nằm dưới anh ba, cây gồ chú dưới đó. Còn cái lỗ này dữ lắm này nghe móc cái này mơ hết không có nghe. Ồ ồ kìa. Có cái lỗ dưới rồi để chui dưới đó. Chậu con lên không. Mới móc ra mà còn gì nữa nè. Chú gấu thấy cá này cái gấu phải dữ dằn lắm mà. Chú gấu là gặp cái này là bay xuống rồi đó.
cười tủm tỉm luôn. Quá trời luôn. Nằm dưới. Ngoài này nhóc chân mình. Gì mà còn giữ thành cái này anh ba? Quá trời cái dũng rồi. Cái lượng ông thấy cũng hơi nhiều mà đâu ý. Không, lượng dữ vậy ha. Giữ thành quá trời. Chạy ngang cái thấy cái gì mà dữ vậy. Biết mà cái chê nó bóp vô luôn á. Cái chê con nhóc quá chứ. Nó ngại gì nữa đâu, giờ nó cứ ngại thấy cái nó ham á. Để hai cái mà dính lên anh ba. Không để bây giờ tự nhiên cái nó vô với giò mình sẵn vậy đó. Bắt luôn. Mỗi chút bắt đầu cho anh ba còn bao nhiêu nè. Chuối hoài vậy á. Tí. Giờ quay lại sao lưng chỉ lắm nữa nè. Tôi mới chặt bao rồi nè. Đập tay xuống đụng cá lên, đập tay xuống đụng cá lên. Con gù, con gù, sắp con cái gù đụng lắm nè. Giờ nó đụng vợ, nó đụng vợ. Dũng như cá kinh khủng vậy. Ồ đây nè chú. Ngon leo qua luôn rồi nhìn mình ơi, đậy leo lên nè. Giờ mấy anh em mình nè. Quá trời luôn. Hết hồn. Soạn cá ra. Ôi. Ôi dữ vậy anh Bình. Kìa. Con này có 3 kg sao hết. Trời nó nửa vỏ không trên này thấy không? Đâu cá. Cho tôi chọc cái ngon cả nhà ơi. Hết biết rồi cả nhà ơi. Đó. Ừ, cả nhà ơi, quá xá rồi. Ngày vô nguyên vỏ cá khủng khiếp luôn. Quá anh ba ơi. Cái ma keo nè. Tuổi học trò. Nhớ về tuổi thơ hồi đó em đi học cũng gặp mấy trái này, bé ăn hoài luôn. Ổi ngoài kinh nó ngon. Ổi này gọi là ổi gì ha anh ba? Ổi chỉ bỉa. Ổi đỏ không làm gì đó. Ổi chỉ bỉa nổi hồi xưa á, gì nè, xưa là ba cái ổi chỉ bỉa. Ổi nổi cây hồi xưa à. Nó ngon nè cả nhà. Đấy mà bự mình sao lâu ăn được không ta? Bự có lâu quá chứ. Ồ, cái đùm này chín nè anh Bình. Cái bự ngoài đầu tiên nó hiện kìa. Đầu hiện kìa. Đâu không? Có rồi đó. Ồ, cho đó nó ngon kìa anh ba ơi. Nghe nhanh hư hết rồi anh Bình ơi. Ê còn nước.
Ủa nó hư rồi. Ừ. Ngồi đứng không? Hết chỗ rồi. Thôi được anh Bình ơi. Quá ngon rồi. Đi lắm rồi, 3 kg. Ồ hôi kìa cái nè. Hết hồn rồi. Cái này về làm đủ món luôn anh Bình. Đi nghe, nó còn nhỏ đi giòn á. Ôi bánh tráng, bún. Thôi thôi ha. Chấm mắm chua nữa rồi. Ăn cơm thôi nha. Thì nãy giờ ba anh em mình cũng săn bắt cũng hơi đuối rồi cả nhà. Giờ chuẩn bị thu xếp về bên anh Sinh. Thì chắc video của ba anh em mình xin tạm dừng ở đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha.